Ngô Quyền sinh năm 897, mất năm 944. Ngô Quyền có gốc gác không hề tầm thường. Ông sinh ra trong một gia đình dòng dõi hào trưởng có thế lực. Thời đại của ông chứng kiến sự thống trị đang trên đà suy yếu của nhà Đường. Người Việt đang ngày càng tìm lại được vị thế, thậm chí có ý muốn tự lập, giành lại quyền tự chủ, điển hình như họ Khúc và họ Dương. Ngô Quyền là con rể của Dương Đình Nghệ. Năm 937, Kiều Công Tiễn ám sát Dương Đình Nghệ, chiếm quyền, trở thành tỉnh hải quân tiết độ sứ. Sau đó, để giữ yên chiếc ghế của mình, Công Tiễn đã cho người sang cầu viện nhà Nam Hán. Ngô Quyền trước mang quân tức tốc ra bắt diệt Công Tiễn, sau tập hợp binh sĩ chuẩn bị kháng cự giặc ngoài xâm. Chiến công nổi bật nhất của Ngô Quyền chính là trận thắng Quan Liệt, nhấn chìm hàng vạn quân Nam Hán dưới dòng nước sông Bạch Đằng. Năm 938, Lưu Cung, hoàng đế Nam Hán, lệnh cho con trai là Dạng Dương Hoàng Tháo mang quân sang trên danh nghĩa là cứu Công Tiễn, mà thực chất là mưu đồ xâm lấn nước Việt. Để chống nhau với giặc, Ngô Quyền cho đóng cọc ngầm ở cửa biển Bạch Đằng. Khi quân Nam Hán dông thuyền tiến vào, Ngô Quyền cử một toán binh ra khiêu chiến, giả thua để dụ địch đuổi theo. Khi chiếc thuyền địch đã vào vị trí đóng cọc, Ngô Quyền cho quân bất ngờ phản kích. Quân sĩ đều liều mình chiến đấu, một người sức địch lại 10. Khi thủy triều xuống, thuyền của quân Nam Hán mắc kẹt ở bãi cọc, bị hủy hoại cả. Đội ngũ quân địch rối loạn, Hoàng Tháo chết trận, Lưu Cung tự mình dẫn quân tiếp ứng phía sau, nhưng cũng bất lực, đành phải rút quân về. Sau khi đánh bại quân Nam Hán, bảo toàn được nền độc lập non trẻ, năm 939, Ngô Quyền xưng chương sáng lập ra nhà Ngô, dời đô về Cổ Loa. Năm 944, Ngô Quyền qua đời, thọ 47 tuổi. Ngô Sĩ Liên hết lời khen ngợi ông, đánh giá ông là mưu tài đánh giỏi, làm nên công dựng lại cơ đồ, đứng đầu các vua.